Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại em đi tham quan cái vườn ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Sẵn đây em xin chia sẻ đến cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo, xem coi mít Tây Nguyên nó có khác gì so với cái mít ở miền Tây hay không ha. Khu vực này thì trồng cũng nhiều hộ trồng mít, thì cũng khoảng trên 50 hecta. Những cái vườn này cũng đang trong cái quá trình chọn trái. Ở đây ra bông thì nó cũng như ở miền Tây thôi, nó cũng không có sự khác biệt gì mấy so với cái mít ở miền Tây. Em có đi một vòng rồi thì thấy những cái da mít ở đây thì nó cũng na ná như mít ở miền Tây, nó không có sự khác biệt. Một hồi em sẽ đi qua vườn mít lớn, vườn mít mà có trái già để chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo, coi những cái trái lớn nó có khác gì so với cái mít ở miền Tây hay không. Còn cái vườn này thì đang trong quá trình chọn trái ha. Ở đây là do tổng diện tích nó hơi lớn cho nên là cái việc mà dọn cỏ nó cũng không có được thường xuyên. Bông nó cũng bông cũng đẹp. Cái lón trái này thì cũng cỡ cái lón trái của em ở miền Tây. Có trái này thì nó méo nè, méo và túm đầu, cái biểu hiện sơ đen ha. Đó, những trái này thì đúng lẽ ra mình nên cắt bỏ, tại vì cái tỷ lệ sơ đen nó gần như là chắc chắn rồi. Đó, còn cái trái này thì không đen ha. Rồi, thì giờ mình cắt thử trái này ra. Cái da thì nó cũng như mít miền Tây thôi, nó cũng không có sự khác biệt gì. Trái sơ đen quá nhiều. Đó, anh cắt giùm em miếng bự ra nữa. Dạ. Rồi rồi được rồi, vậy đủ thấy. Đó. Sơ đen rất là nặng. Đen như thế này thì nó dính luôn cái muối rồi. Giờ cây này còn được một trái này thì cũng tương đối thôi. Nó cũng không được tròn cho lắm, nhưng mà cơ bản thì được. Cái này là móp. Dạ, móp bên đó. Em ơi, trong bao quả này thì thái bất bỏ quả lao lao. Cho nó thôi. Cái bông bên đây thì nó... Bông này thì không lớn nổi. Dạ. Nhưng mà bông này nó cũng tương đối là được hơn so với những trái bên đây. Trái bên đây thì nó dài, nó mớp méo rồi. Theo qua cái sơ đen
cái đó thì có thể là nó không có đen đâu, nhưng mà nó thiếu muối, nó thiếu muối, nó lép. Giờ ra đợt này là ít sữa đen, không đen, sữa nào lép, không đen, không đen nhưng mà nó không có muối, nó lép được mấy muối. Cái này được mấy hết chị? Hả? Cái miếng riêng của anh Hải được mấy hết? Nhà tận 14 hết, còn nguyên cái đám này là 4 hết. À. Trên nhà nữa đây. Dạ dạ. Giờ ở đây mỗi người làm thì cũng 5-10 hết người vậy đó, nhưng mà trồng nguyên một khu. Một hồi em sẽ đi qua cái vườn mít lớn cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo ha. Những trái trong đây thì nó ra cũng đều, cây nào cũng có bông hết. Nhưng mà cái trái này hình như cũng sơ đen. Cắt ra giùm em luôn. Mình cắt hoàn toàn luôn, hoàn toàn luôn đó mấy. Nãy đi vườn thì không có đem theo dao. Trái sơ đen. Được. Cái này không có dao kéo cắt thì nó hơi dập, nhìn nó hơi khó nhìn. Những vết này là sơ đen. Đây. Thì so ra tỷ lệ sơ đen ở cái vườn này trong cái giai đoạn này thì nó khá là lớn. Nãy giờ mình cắt hai trái thì nó đen hai trái. Đây là vườn mít tơ cho nên tỷ lệ sơ đen nó cao ha. Với lại là bà con ở khu vực Tây Nguyên thì cái việc mà chọn trái thì nó cũng chưa được thông thạo, chưa được có nhiều kinh nghiệm như ở miền Tây. Những trái trên đây thì nó cũng còn đẹp. Một trái này nó dài khủng khiếp. Những trái dài này khi này sau này mà nó đủ sức nó lớn thì nó sẽ rất là bự. Những cái bông rất mướt dài ha, bông mướt dài, nếu mà cây đủ sức nuôi là trái rất là lớn, còn nếu mà không đủ sức nuôi thì cái muối nó sẽ nhỏ. Đây thì những bông này nó mập,
có trái này nghĩ xấu thì lép mà phải bỏ. Những bông này đẹp, bông cỡ dày thì cũng không có khua gì mít ở miền Tây, búp rất là lớn, búp lớn. Rồi, một vài chia sẻ gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem tham khảo cái cây mít Thái siêu sớm ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Thì cô chú anh chị và các bạn có ý kiến đóng góp gì thì mình có thể để dưới phần bình luận cho bà con cùng xem và tham khảo. Cô chú anh chị và các bạn có thể là đóng góp ý kiến xem thử coi mít siêu sớm mà trồng ở Tây Nguyên, trái như vậy, cái bông như vậy có đạt chất lượng hay là không ha, có đủ sức, đủ cái chất lượng để mà mình xuất khẩu hay là không. Cô chú anh chị và các bạn có thể để dưới phần bình luận cho bà con cùng xem và tham khảo. Cái việc sơ đen thì nói chung ở miền Đông, miền Tây hay là ở Tây Nguyên thì khi mà mình làm không đúng và khi mà cái thời tiết nó bất lợi, nó tạo điều kiện thuận lợi cho cái con vi khuẩn nó phát triển thì nó sẽ có sơ đen thôi. Kể cả ở miền Tây nó vẫn có sơ đen. Ở đây mình chỉ góp ý với cái việc là cái bông nó như thế là nó có đạt hay không, nó có giống như mít ở miền Tây hay là không thôi. Còn vấn đề sơ đen thì mình sẽ không đề cập tới ha. Tại vì ở cái vùng nào nó cũng phải có sơ đen nếu mà mình làm không đúng. Thì hôm nay em lên đây em đi giao lưu cùng các vườn ở trên Tây Nguyên và quay chia sẻ cho cô chú anh chị và các bạn xem. Cô chú anh chị và các bạn nào có quan tâm đến những cái vườn mít ở Tây Nguyên và những cái thông tin về nông nghiệp về mít, cô chú anh chị và các bạn có thể đăng ký kênh của em để theo dõi kênh và ấn vào cái nút chuông để nhận thông báo những cái video mới nhất của em. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.